cái câu hỏi này á, thực ra không phải là mình bạn hỏi mà rất là nhiều người hỏi. Nhưng mà cái nghề này nó khác ở một chỗ như thế này, nó cần có một cái gọi là một cái duyên, một cái sự may mắn nữa. Có những người họ hát không hay, họ cũng không xinh đẹp, nhưng họ có cái điều kỳ lạ, gọi là giống như là trong những người khác ai cũng bình thường, có một điều họ bất thường, một cái vô lý, đó là yếu tố performer, là trời sinh ra sẽ trở thành celebrity. Còn có những người giống như Ái Phương, ngay cả khi Phương chưa nổi tiếng, chưa debut, Phương tự đánh giá mình chính là artist. Ngay cả khi mình có khán giả số lượng nhiều hay ít, mình vẫn là artist. Nhưng mà từ artist đến với celebrity là một con đường khác. Và từ celebrity chưa chắc bạn là artist nha. Có khi bạn phấn đấu cả cuộc đời bạn không được công nhận là artist đâu. Khi mà mình đã rõ cái yếu tố đó rồi á, mình không đặt nặng cho mình nữa. Tại vì nếu như mình đặt nặng như vậy, mình sẽ hủy hoại tất cả những cái niềm vui trong cái công việc của mình. Phương rất là, gọi là rất là tham vọng, và Phương sẽ đạt được cái điều đó. Nhưng mà Phương sẽ không đi những cái đường tắt nào chỉ để đạt được cái sự chú ý đó đâu. Phương nghĩ đó là lựa chọn, mà đã lựa chọn thì không có đúng sai. Khán giả chính là những cái người mà đánh giá tiếp nhận hay không tiếp nhận, và sự tồn tại của tất cả những người giống như Phương là tùy thuộc vào khán giả. Nếu như nhu cầu của khán giả hiện nay nó như vậy thì nghệ sĩ sẽ định hướng mình theo cái hướng đó. Mỗi người có một con đường, và mình cũng không biết rõ được là những khó khăn của họ đã trải qua là phải như thế nào, thì mình sẽ không đánh giá được điều đó. Tham vọng trong sự nghiệp của Phương rất nhiều, và Phương sẽ không chỉ dừng lại một người ca sĩ thôi đâu. Phương muốn là một người có tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ, là một người truyền cảm hứng, và Phương đang từng bước làm cái điều đó. Âm nhạc của mình sẽ mang đến cái sự giải độc cho tâm hồn người khác, là cái điều thứ nhất, là một trong những cái điều mà Phương sẽ phải làm được. Và Phương hy vọng khi Phương 60 tuổi, Phương nhìn lại, mình được công nhận là một cây đa, cây đề ở trong nghề. Và đó là một cái điều mà vinh dự không còn gì bằng, hơn cả một hiện tượng. Mình muốn là một cái người mà khi mà giới trẻ sau này nó nhìn lại, mở ra một cái danh sách nghe nhạc, đây là nhạc của cô Ái Phương, rất là bình yên, rất là đẹp đẽ, và có những cái cũng rất là hay ho. Cô là một cái người mang đến những giá trị mà nó tồn tại mãi, nó tồn tại lâu hơn sự tồn tại của Phương. Đó chính là mục tiêu của Phương.